Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ toàn dân tham gia kiểm tra, giám sát và phát hiện người từ vùng có dịch COVID-19 về và đến Đà Nẵng. Theo đó, ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp chặt chẽ với tổ COVID-19 tại cộng đồng giám sát, phát hiện triệt để người từ vùng dịch trở về và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng. Tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia giám sát và phát hiện kịp thời các trường hợp theo quy định định kỳ các ban công tác mặt trận khu dân cư báo cáo tình hình giám sát về mặt trận phường, xã, các cấp mặt trận tổng hợp báo cáo nhanh về ủy ban mặt trận cấp trên thông qua ban phong trào tôn giáo dân tộc trước 15 giờ hàng ngày. Việc huy động toàn dân tham gia kiểm tra, giám sát và phát hiện người từ vùng có dịch Covid-19 về và đến Đà Nẵng, góp phần chung tay cùng các lực lượng chức năng thành phố siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19.